Vô thành là hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cái thuật ngữ khá là thú vị trong pen spinning, đó chính là delay và stop motion, hay còn gọi trong tiếng Việt là sự ngưng lại, bị gián đoạn. Đối với một cái trò quay là chính như này thì việc ngưng lại giữa chừng nó là một cái gì đó nó rất là thảm họa, tại vì ai cũng muốn là nhìn thấy cái cây bút nó chuyển động liên tục. Tuy nhiên thì nghệ thuật nó là không có giới hạn, và ngưng lại thì nó cũng có ngưng tốt và ngưng xấu, đó chính là delay và stop motion. Delay là gì? Delay là khi các bạn đang quay, các bạn gặp một cái sự cố nào đó dẫn tới việc cái bút nó bị ngưng cái chuyển động của nó lại, có thể là do các bạn bị vướng, bị rối, hoặc là do thằng mắt dại nó đụng chúng. Delay thực sự là thảm họa trong những video tập thể hoặc là thi đấu. Nếu có delay trong combo thì mình nghĩ là 80% combo của bạn sẽ bị bay màu. Stop motion là gì? Stop motion là khi các bạn muốn chủ động ngưng lại để cho khán giả nhìn thấy một cái gì đó nó rất là đặc biệt trong cái combo của bạn. Có thể là một cái động tác cực khó hoặc là một cái điểm nhấn gì đó. Stop motion nếu mà các bạn biết cách sử dụng, nó có thể cho một cái hiệu ứng cái bút đang đứng yên giữa không trung rất là đỉnh, hoặc là nó có thể cố định cái bút đang quay vào một cái vị trí nào đó rất là nhỏ và đòi hỏi cái độ chính xác rất cao. Về hướng dẫn stop motion thì chắc là hẹn các bạn vào những cái video khác mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Còn video này mình sẽ giới thiệu cho bạn một số cách để stop motion. Cách phổ biến nhất hiện nay là mình thấy người ta hay giữ thăng bằng cây bút, hoặc là cố định bút vào một cái vị trí nào đó, có thể là bàn tay kia hoặc là vách tường. Ngoài ra mình còn thấy người ta sử dụng stop motion theo cách này và cách này, thì nó sẽ cho cái cảm giác là combo nó có điểm nhấn hơn. Tuy nhiên thì khi sử dụng stop motion cũng có một số lưu ý cần tránh, ví dụ như là stop motion ngay những kỹ thuật không có gì đặc biệt để chúng ta phải nhìn lâu cả, hay stop motion ra ngoài khung hình. Hãy quay ở đây bạn ơi. Anh được. Hoặc là stop motion quá lâu. Huy về ăn cơm con. Để stop motion bơi. Và các bạn cũng hạn chế để stop motion ở đầu combo, tại vì khi người ta mở một cái video quay bút lên, tâm lý của người ta là muốn nhìn thấy cái bút nó chuyển động quay, chứ không phải là nhìn thấy một cái bút đang đứng yên. Cho nên là việc để stop motion ở đầu combo thực sự là nó không hay lắm, và để ở giữa là đẹp nhất. Trong video mới của Akai cũng có sử dụng stop motion, mình sẽ để đường link ở phần mô tả cho các bạn tham khảo. Ok, và mình đã giới thiệu xong về delay và stop motion. Thì delay là các bạn nên tránh, các bạn nên là loại bỏ nó ra khỏi combo của các bạn luôn. Còn stop motion thì các bạn có thể ứng dụng nó một cách khéo léo để cho combo của bạn nó thêm phần đỉnh hơn. Và ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.